Một cốc cá sôi rất là ngon, đa dạng topping mà có nước sốt, ăn sôi Phúc cảm thấy ưng cái bụng luôn. Chiều hôm nay chưa ăn gì cho nên kêu thử một cái hộp thập cẩm mà chị chủ cứ bỏ quá trời đồ ăn luôn. Sôi đây thì nóng hổi, ăn kèm với lại heo quay, vịt quay, xá xíu, phá lấu, lòng gà, trứng non, gan gà, mề gà, chà bông, lạp xưởng, con ruốc, chan mỡ hành lên cho béo béo, thịt ăn tới đâu thì chị chủ chặt thịt bỏ vô tới đó. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Cách đây mấy hôm thì Phúc được một người bạn chỉ cho một cái chỗ bán sôi ngon trên đường Vạn Kiếp Bình Thạnh, cho nên hôm nay đi mua ăn. Trước khi về, xe sôi chị Ngọc nằm ở địa chỉ là 101 đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, đường Phan Đăng Lưu, quẹo vào thì nằm bên tay trái nha. Ở đây một hộp chị Ngọc bán từ 20 cho đến 30 ngàn đồng thôi. Phúc tiện tay làm luôn hộp full topping vì cái lúc này đang đói con mắt lắm. Xôi chị nấu dẻo thơm, chị cho thêm đùm trứng non rồi lần lượt cắt giả lụa, heo quay, gà quay, xá xíu, thêm gan gà cắt nhỏ nữa. Sau đó chị cho thêm mề gà rồi sắc lạp xưởng hấp bỏ vào. Khúc sau thì chị chan đầy nước sốt trực tiếp lên cái phần xôi. Nước sốt hơi sền sệt nhưng mà ngon và thơm lắm luôn á. Chị quên mở hành lên trên mặt rồi bỏ chà bông đầy mặt hộp xôi. Tôi tưởng xong rồi bà lại rắc thêm con ruốc nữa, thêm một ít đồ chua ở một cái góc hộp xôi. Lúc này Phúc tự hỏi để tôi chống mắt ra coi bà đóng cái hộp lại bằng kiểu gì, tại cái hộp nó nhiều khiếp luôn. Các bạn ăn cái hộp lớn như Phúc là 50 ngàn nha, nhưng mà nhiều lắm luôn. Có lời khuyên cho các bạn là nên mua hộp chừng 20-30 ngàn là đủ no rồi nha. Xe xôi của chị Ngọc là một cái quán vỉa hè thôi, trên một cái đoạn đường rất là nhiều món ăn ngon và khá là đông khách đến đậu xe mua cũng nhiều nữa. Các bạn đừng quên note lại địa chỉ này để có thể trải nghiệm nha. Đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.